Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ năm em lên sóng phụ tùng một chiếc cúp tôm 70 nha anh em. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha, 0933 207 208 nha. Hôm nay cái micro nó bị hết pin nên cái âm thanh hơi nhỏ nha, có gì anh em thông cảm cho em nha. Đó. Đầu tiên là cặp bao tai. Đó, cặp bao tai tuyệt đẹp luôn nha anh em. Cặp bao tai là không lỗi nha. Cặp bao tai là này là 600 nha, không rách đầu, không lỗi gì hết nha, còn rất là mềm luôn. Như mới luôn nha anh em, mềm xèo à. 600 nha. Rồi cái đồng hồ. Đồng hồ 70 1,2 triệu. Rồi ốp đầu trên dưới. Ốp đầu trên dưới này mặt trên là xuất sắc nha anh em. Đây, tuyệt đẹp. Dưới thì tem nó có ấy anh em, về lấy cái miếng lấy dán dán keo trồng lại thôi nha. Đó. Ngay đây chưa có dấu chìa khóa luôn nha anh em. Ốp đầu trên dưới này là 1 triệu nha. Tuyệt đẹp luôn, 1 triệu. Rồi cặp cầm. Cặp cầm là 600 nha anh em, cặp cầm 600. Rồi cặp kiến hậu. Đó, cặp kiến hậu là chân riêng. Cặp kiến hậu là chân có mè nha anh em. Ốc thì cũng có hơi nổ si. Hai cái kiến thì rất là đẹp. Cặp kiến hậu là 600. Rồi pha đèn. Pha đèn là tuyệt đẹp luôn nha anh em. Pha đèn này là 1 triệu 3 nha. Bên dưới là em bao anh em là không có nổ si nha. 1 triệu 3. Rồi cái rổ. Rổ này rổ inox từ Nhật nha anh em. Rổ là còn rất là mới luôn, đẹp. Rổ này là 700 nha, đầy đủ mấy cái bát nha anh em, đầy đủ bát 700 nha. Đó, rổ inox từ Nhật, bao đẹp. Rồi mặt nạ. Mặt nạ là hai bên là đẹp hết nha anh em. Mặt nạ này là 800 nha. Luôn cái bát sắt. Mặt nạ 800 nha. Rồi 4 cộng dây. 4 cộng dây là 400. Giò gà. Giò gà bên trong là 1 triệu 3 nha anh em. Giò gà ốc đẹp. Đó, giò gà là còn rất là đẹp luôn. 1 triệu 3 nha. Rồi vỏ gấp trước. Vỏ gấp trước thì nó chỉ có trầy sơn tí xíu dưới đây thôi nha anh em. Còn lại là phần trên là ok. Vỏ gấp trước này là 1 triệu nha. Đó, bên đây thì không có trầy gì luôn. Vỏ gấp trước là 1 triệu nha anh em. Rồi cái về trước. Sơn rin, tem rin. Luôn chữ A. Về trước là 1 triệu 2 nha. Này dính dơ nha. Về trước 1 triệu 2 nha anh em. Đó, tem rin nha. Không gãy bát, không gì hết. 1 triệu 2. Rồi đạp hắn. Đạp hắn luôn đổ là 500. Giò đạp. Giò đạp này là 300 nha anh em. Rồi cây bô 70. Cây bô là luôn bát nha. Bô có mè cám. Bô Goshi, bô 70. Em quay mặt dưới cho anh em coi nha. Còn mặt dưới là đẹp hết luôn nha anh em. Cổ cũng ok nha. Không một lũng gì hết nha anh em. Cái bô này là 3 triệu 2 nha. Bô 70 nha anh em. Anh em về vô xe 70 là khỏi cần phải chế gì hết nha. 3 triệu 2. Rồi gấp sau 70. Gấp 70 đợi hấp là nó cái cây này nha anh em. Qua đợi 95 đổ lên thì nó mới có gấp chân ship nha. Gấp sau này là 1 triệu 3 nha. Luôn cốt nha. Tem rin đẹp. Đây. Cao su đẹp nha anh em. Gấp sau là 1 triệu 3 nha. Rồi hộp sên. Hộp sên đúng 70 luôn nha anh em. Đó. Hộp sên này là 900 nha anh em. Có trầy ở đây tí xíu nha, 900. Nói chung cỡ này anh em vô xe rất là vừa. Đối với những dòng xe Việt Nam là vô xe là bao đẹp. 900 nha. Rồi chống đứng 400. Gác chân chống nghiêng 600. Rồi cần số. Cần số 500 nha. Cặp cốp. Cặp cốp là sơn rin tem rin luôn cái nút cốp nha anh em. Cặp cốp này là 800 nha. Cốp 800. Rồi cặp phuộc 70. Cặp phuộc này là 900. Đó, ống xi là có mè nha anh em. 900 nha, cặp phuộc. Rồi đuôi sau C70. Luôn trắng bùng, đuôi sau C70 sơn rin tem rin. Đó, đuôi 70 nha anh em. Đuôi này là 900 nha anh em, luôn cái trắng bùng. Rồi ba ga sau.
Ngay đây có hơi bị ấy nhẹ nha anh em. Ba ga này là 800 Sirin, đằng sau còn rất là đẹp. Rồi yên, đế mút rin, da này da bọc lợ, da bọc lợ nhưng mà bọc lợ từ Nhật nha anh em, hít tốt. Đế sắt nha, luôn bát sắt, yên này là 800. Có hít nhẹ nhẹ nha anh em, đó. Rồi thùng xăng lớn C70, báo xăng đẹp. Ngay đây có tróc miếng sơn này anh em, về dán cái vòng tròn là che, tại nó ngay cái cục hít á, dán lại. Còn lại cỡ này là rất là đẹp nha anh em. Thùng xăng lớn này là 700 nha, C70. Rồi đèn hậu, đèn hậu là 800, đẹp rin nha. Rồi 4 món xài chung một chì rin. Rồi 4 món này là nắp xăng hơi có trầy trầy đây nha anh em. 4 món này là 700 nha, chì rin đàng hoàng nha. Rồi còn cặp bánh, bánh thì nền có nổ nổ xi nha anh em. Đó, bánh là đúng bấy, bánh 70 nha. Vỏ trước là vỏ Inu. Đó, bánh là đát 94. Nền Araya. Đó, cặp bánh này em bán là 4,5 triệu nha, không có nhông sinh dĩa nha anh em. Đó, bánh 70 mà bán 4,5 triệu, giá quá hơn luôn nha anh em. Vỏ sao cũng vỏ Inu luôn nha anh em, có nứt nha, vỏ sao có nứt. Cam rin, cốt bát rin. Đây nền Araya luôn nha anh em. Nền Araya 94 luôn, cặp bánh này là 4,5 triệu nha, không có nhông xanh dĩa nha. Rồi còn cục máy là 12,5 triệu nha. Máy 70. Máy thì rin 100%. Lốc nồi có nổ, có nổ sơn. Nhưng mà máy còn rất là đẹp nha anh em. Máy là Ronker, là dựng đứng luôn. Anh em này về thí dụ mua sau này anh em thay cái nắp này là xong. Tại vì thay cái nắp này nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy nha anh em. Trừ khi mình, anh em mở cái nồi ra thôi, còn mình thay cái nắp nồi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Tại vì này chỉ có chứa nhớt thôi. Mình mở cái nắp này mình thay thì nó cũng không có ảnh hưởng gì bên trong. Trừ khi anh em mở cái nồi ra làm gì đó nó mới sợ, mình sợ trục trặc thôi. Đó, cục máy này 12,5 triệu nha. Máy bình xăng con bô e kèn, máy là bao anh em là hì hầm, bao chạy cực nhẹ luôn. Nói chung máy 70 là khỏi suy nghĩ nha anh em, chạy rất là nhẹ. O lóc bên đây thì đẹp, cỡ này là đẹp rồi. Bộ ốc xe này là 900 nha anh em, bộ ốc này có mấy ngóc này, móc treo đầu ốc là 900 nha. Ốc thuộc này, ốc hợp sên đầy đủ, ốc hợp sên còn tuyệt đẹp luôn, 900 nha. Rồi đem nổ máy cho anh em nghe nha, máy là hì hầm. Căng ti thì hầm nha anh em. Rồi còn cái bửng này nữa, bửng này vô logo nha, bửng đời cao vô logo, bửng này là 1,5 triệu. Bửng này nói chung là hoàn hảo nha anh em, anh em thích sự hoàn hảo thì chỉ có mua bửng này thôi. Bửng đời cao vô logo cái chim rất là đẹp, hoàn hảo. Rồi chào anh em.